Xin chào mọi người, đây là cận cảnh cá chọc ngựa đang sinh sản. Thường nó sinh sản vào buổi sáng, hồi sáng lúc 6 giờ mình đã phát hiện nó sinh sản. Đó, mọi người thấy nhìn kỹ ở trong rồng đó, nó những con trống nó đang rượt con mái. Cá này mình mới nhập về hôm qua, để vô môi trường nước mình cũng mới thay, mát nước thì nó sẽ sinh sản rất là tốt. Cái này mình để gông càng nhiều càng tốt, mình chỉ có ít gông thôi nên mình để được 2 bó. Cái này thông thường thì nó mình để cho nó đẻ khoảng tầm 1 tiếng thì mình sẽ lấy gông ra để vào cái xô hay cái chậu gì cũng được. Khoảng tầm 2-3 ngày là cá nó sẽ nở. Cá con nuôi rất là dễ hơn cả cá beta. Tuy cái dòng này không có giá trị nhưng anh em nào có đam mê thì cứ thử nuôi cá con lên. Cá này ở đây mình bán 2.000 đồng một con nha. Những con cá mái bị cá trống rượt nó hay chui vô bụi nó đẻ. Trứng nó thì rất khó phát hiện tại rất là nhỏ. Mấy clip trước thì mình có làm cái clip cách phân biệt cá đực cá cái, quay cách bố trí cho cá đẻ. Nhưng clip này thì mình quay cận cảnh cá đang sinh sản luôn. Cá đực nó rượt cá cái rất là sôi nổi, hầu như nó chui vô gông hết. Anh em chú ý nha, này khoảng 2-3 con nó dí một cái con cá bụng ú ú, còn cá nhút nhát thì nó chạy theo cách khác, còn cá sinh sản thì mình để ý. Khoảng 2-3 con cá trống thì nó được một con cá mái chui vào những bụi cây hay là hốc đá, nó sẽ đẻ rất là tốt. Mình chỉ cần lấy gông ra thôi, để vào cái nước đã trang bị sẵn thôi, không có cái gì để giống hết. Sau 2-3 ngày thì cá sẽ nở. Anh em nào có xem clip này nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.